Tiếp tục chuyển động 24 giờ ngày hôm nay, xin mời quý vị hãy cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết. Xin chào chị Hương Liên. Tôi thấy là dự báo ngày hôm nay là trời rét, thế nhưng mà từ sáng đến giờ thì tôi thấy tại Hà Nội thì nhiệt độ vẫn khá là mát mẻ. Vâng anh Phúc, trời sẽ rét thôi, nhưng mà thời gian rét sẽ muộn hơn so với dự báo lúc ban đầu. Nếu không khí lạnh về thì Sóc Sơn sẽ là nơi đầu tiên ở Hà Nội cảm nhận được sự thay đổi thời tiết. Thế nhưng lúc 11 giờ, nhiệt độ tại sân bay Nội Bài vẫn còn đang cao hơn cùng thời điểm ngày hôm qua 1 độ. Vì hiện tại lúc này không khí lạnh mới chớm đến Cao Bằng, Lạng Sơn nên phải 3 đến 4 tiếng nữa thì nó mới về tới Hà Nội làm giảm nhiệt. Khoảng 16 giờ thì nhiệt độ Hà Nội sẽ giảm chỉ còn 22 độ, kèm mưa và gió mạnh thì cảm giác cũng lạnh thấy rõ. Tối nay trời sẽ chuyển rét khi mà chỉ còn 17, 18 độ. Thời tiết thay đổi từ mát sang mưa rét chỉ trong vài tiếng sẽ làm cơ thể chúng ta không thích nghi kịp, nhất là đối với những người mắc bệnh xương khớp cần phải mặc đủ ấm. Bởi mưa rét sẽ làm cho các gân cơ co rút lại, dịch khớp đông quánh hơn, khiến khớp trở nên khô cứng, khó cử động, đau nhức. Không có mưa cũng chẳng có không khí lạnh nên ở thành phố Hồ Chí Minh chiều nay tiếp tục nắng mạnh và nóng, nhiệt độ cao nhất sẽ đạt 33 độ, không khí cũng khô hơn khi độ ẩm giảm xuống 51%. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.